Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Nhân Biển. Hôm nay giới thiệu với các bạn về video thả lưới gần sát bờ đây các bạn. Hiện tại thì mình đang ở ngoài bãi biển. Trời mùa hè rất là nắng. Bây giờ là 1 giờ rồi. Thì mình chuẩn bị xuống để thả lưới dưới này. Đây là lưới này. Chuẩn bị xuống thả các bạn. Thả trong này thôi, không cần phải ra ngoài xa. Nhưng mà hiện tại thì nước đang còn ít quá. Đây nó rụt một chút nữa các bạn, nước đang được lên. Thì nên mình sẽ thả đây. Rồi, giờ sẽ xuống thả lưới các bạn. Rồi đây này. Thả xem có con nào không. Chỉ tới đâu này là một chút. Rồi, bắt đầu thả tới đấy. Thả nó từ ra các bạn. Rồi các bạn, như vậy là mình đã thả xong lưới rồi. Lưới đây này. Để nó đi ra nhiều quá. Để từ đây mà ra ngoài kia các bạn, tầm hơn 100 mét pháo ngoài kia kìa. Đây là những rồi bây giờ mình sẽ lên trên giường ngồi nghỉ mát. Trời nắng quá, tầm khoảng 30 phút hoặc một tiếng đồng hồ thì mình sẽ xuống để thăm coi có cá không. Nếu mà có cá thì lấy luôn các bạn, lấy lưới luôn. Lên đến này ngồi này, cho nó dấm. Lên đấy ngồi tạm nghỉ các bạn. Đến nay dưỡng nó dấm mà mát. Giờ kia lên mệt quá, thở. Tí nữa mình xuống lấy tầm 20-30 phút thôi là xuống lấy. Giờ nằm nghỉ chút đã. Rồi các bạn, khi nằm nghỉ 20-30 phút thì mình đi xuống quay cá cho các bạn xem. Đây là thiết bị GoPro này, thiết bị để quay dưới nước. Mình chuẩn bị đổi qua GoPro để quay dưới nước cho các bạn xem có cá không, cá có đóng không. Bây giờ sẽ đi xuống. Xuống thì nó quay GoPro các bạn. Còn máy quay này thì cất trên khô. Nước mặn nó hư hỏng. Lưới ở cái pháo kìa. Nó trôi về đây rồi. Ui, thấy cá đặc luôn. Thấy cá bị sát chậm các bạn. Mình cất máy điện thoại ạ. Pháo đây này. Cầm máy này đi xuống quay trên này các bạn xem một chút. Thì đấy rất là cạn. Các bạn có thể thấy cá quá. Rất là nhiều. Đây là pháo này. Đây, các bạn thấy cá đóng chưa? Đấy, đây là pháo đầu. Mà đóng phải mấy chục con ấy. Nên mình sẽ đi theo lưới cho các bạn xem này. Đây là quay trên không. Thì nữa mình sẽ bò dưới nước. Ui, đặc luôn. Các bạn thấy mình thả lưới đẳng cấp không? Đấy. Cá này. Ui, khúc này không có. Khúc này cắt 1,5 mét được một con. Ồ, đâu này ít rồi. À đây. Để mắc lại. Wow, đâu này đóng lại đây này. Đấy.
Các bạn thấy cá chưa? Trên này là sóng nó dập dìu các bạn. Đấy, cá đóng đặc luôn. Thì này sẽ kéo, chắc là kéo lên vai vê các bạn. Như thế này thì không gỡ được nữa rồi. Mình đi chỉ có một mình thôi này. Một mình thôi, đồ đoàn mình bỏ đến này. Nếu như có hai người thì ok, gỡ đây là đánh tiếp. Mình từng này thì ăn sao hết được. Wow, đây là 6-7 con. Ua, nhiều quá. Lưới dài đang ngoài kia các bạn. Đấy. Bên không là các bạn thấy cá đóng đấy. Đặc luôn. Đây là cá đẻ xước. Đã mất lắm các bạn. Ô, lại nó đi cong ra ngoài này à. À, lại đi cong ra. Ngoài này vẫn có cá. Đấy. Vẫn dính cá các bạn. Được chưa? Chụp trắng là cá đấy. Wow, có bên này luôn. À, lưới nước nó chảy sáo á, đi vòng thôi. Đấy. Đi vòng thôi các bạn. Còn quá rắn ở kia. Đây là đòi ngoài. Cá đòi ngoài. Ui, chỗ này sao không có con nào vậy ta? Chỗ này không có cá, là một con. Đấy. Đi vào các bạn, đi vào cái điện thoại đã. Quay máy dưới nước này là nó một phê này. Rất là đẹp, máy dưới nước này. Mình đi vào cái điện thoại đã. Sau khi cất máy quay đây các bạn, mình xuống máy quay dưới nước đấy mà các bạn xem. Mệt quá. Mệt nhưng mà thấy cá là vui. Bây giờ chạy xuống. Quay đi vào một vòng là các bạn, nó bắt đầu lấy lưới luôn.
cá nhiều lắm luôn. Rồi giờ kéo lưới các bạn. Kéo lưới quá nhiều rồi. Mình sửa camera lại để mình quay. Rồi giờ lấy lưới này. Mình vừa sửa camera xong. Bây giờ bỏ miếng các bạn. Rồi. Không à. Các bạn thấy cá chưa? Mới lấy được một chút thôi. Rồi, mắc. Toàn cá. Nhiều lắm các bạn. Rồi sao hết.
Nói từng này thôi mà nè, đã nặng tay rồi. Ý dạ, quá nặng luôn. Cả như rạc vậy. Wow, ngoài nó nhiều hơn nữa. Đã có, đã có. À, để khúc này rất là nhiều. Như là không bắt đài các bạn. Ôi dồi, để cả cục lưới luôn, cục cá. Quên hết lưới rồi. Như vậy là xong rồi bạn, bây giờ sẽ kéo lên trên bờ. Nặng quá. Kiểu này phải tha lên chứ, kéo không nổi rồi. Đi theo con nước cho nhẹ, đi đến kia thả nặng lắm. Mà thấy chưa, cá này. Wow, tải lưới này coi như vất lưới rồi. Cá này thả trong bơ rồi các bạn, chưa tới 1 mét. Chỗ bò mù của mình đây, bây giờ kéo lên hơi bị nắng đấy. Yeah, rồi đặt lên, mình buộc lại đây. Buộc dây lại rồi các bạn, tay không có chỗ cầm luôn. Rồi, các bạn nhìn lại cả
cả năm trong này nè các bạn này, chỗ nào cũng có hết, nhưng mà dưới này đất nó hết bẩn đấy. Này cá này, cá này, ui trời, cá này, toàn cá. Khiếp. Hôm nay được may mắn các bạn, toàn cá này luôn, không có một con cá gì khác. Đã quá. Đi nâng lên trong này vẫn có này, nhiều lắm. Về cho mọi người ăn các bạn, chừng này ăn hết được. Anh em ai ăn cá thì tới nhà lấy nhá, tới gờ lưới mà lấy cá. Thôi mình sẽ bỏ vào cái bao nhỏ nhỏ này để về, không biết nó có vừa hay không, nhưng mà bỏ vào là các bạn. Giờ bỏ cá vào cái bao này các bạn này, không biết cái bao này có đủ không, chắc là đủ rồi, nhưng mà vẫn bỏ vào đấy, cố gắng. Hai xuống dưới này kìa, cá quá nặng, rửa cá đã các bạn. Đây các bạn, như hai nay chó bao lớn. Cái bao này bỏ không đủ rồi, bỏ không đủ. Nghỉ lại ăn cất bao này đi, em cầm bao này nhé. Dạ. Cảm ơn hắn nhá. Cảm ơn nhá. Dạ, hắn này cũng là dân biển các bạn, đi đi cầm đuốc ăn. Đi cầm đuốc. Đây bữa cùng vấn đề đấy, đi vào trong này để đi biển ra đi. À, dạ. Vui mà. Thời gian mà mình không dạ, bây giờ có dịp mà gặp nhau bắt tay ăn cái. Giờ nặng quá. Cái hùng ấy bây giờ nó bị mất luôn luôn cả phay cả canh cả đô luôn mất hết rồi. À dạ. Bây giờ mất lại cái nói. Bây giờ nói đến con này. Dạ, mày có hai anh thôi. Đó đó chắc bỏ bao nắng vừa đây. Bỏ đi nào. Xe bỏ thín đi. Dạ, giờ xin phép anh thì mình về rồi các bạn. Bây giờ vác về hết vả đấy. Hai anh đi kéo đô kéo
cho ruốc tiếp. Hôm qua ruốc nhiều lắm. Giờ vào các bạn, nặng quá. Bị cái này sau lưng tầm 50 cân. Vất vả, xe mình để trên trên những cái chòi trên kia kìa. Đây này. Bây giờ thì về gỡ lưới, gỡ thì cũng gỡ được các bạn. Chắc là lấy kéo mà sớp con nào sớp lưới lấy cá thôi. Mai mà có đi thì mua một tay lưới mới khác, xuống đây thả tiếp. Đã quá, chắc là mai kêu thêm đồng đội đi để phụ. Một mình làm hết được. Bây giờ về là các bạn, về nhà đã. Rồi quay tiếp xem là cân lên được bao nhiêu ký. Này ngã đi. Rồi, về nhà đây các bạn. Cá này. Đây cá luôn. Chuẩn bị lấy kéo sớp, sớp lưới lấy cá. Giờ cả các bạn cắt, lấy kéo cắt. Đặt vật tấm á. Bà lan ngay vào mút. Thì cắt gió vậy thì sao? Cắt gió luôn rồi. Hôm qua vậy chô cả gì nữa. Cắt gió thì nó chùi, nó là yếu. Ừ. Cá kinh khủng. Măng rửa đi. Rồi rửa đã. Các bạn kéo, đi kéo sớp. Cá này. Cái này nhiều nữa, đang rửa.